Đây là bình ắc quy Đồng Nai, bình nước có chạy 12V này, 25A này. Các bạn mua thì nó sẽ có cái niêm phong ở trên cái nắp bình này, là bình mới này. Vỏ bình này. Đây là nút này. Phiếu bảo hành này. Phiếu bảo hành này thì sẽ có cái series của bình luôn. Mã số sản xuất này thì sẽ cùng với cái series ở phía trên bình này. Bình này thì được bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Bình chính hãng của Đồng Nai. Sau đây là sẽ là cái cách mà các bạn có thể phân biệt bình Đồng Nai chính hãng với các loại bình khác. Bao bì vỏ hộp bên ngoài bình Đồng Nai sẽ có cái bao bì giống như trên màn hình. Ở trên bao bì thì sẽ có ghi rõ cái thông tin là bình Đồng Nai 12V. Có cái ampe là 25A. Ở bên dưới cái ampe sẽ là có cái model là N25. N25 ở đây là cái model của bình chứ không phải là cái ampe của bình các bạn nhé. Tiếp theo ở bên sườn vỏ của cái bình Đồng Nai 25A sẽ có ghi đầy đủ cái thông tin ngày sản xuất cũng như là cái mã vạch màu trắng được dán tem ở phía bên cạnh sườn. Khi bóc cái bình Đồng Nai ra thì các bạn sẽ thấy trên mặt bình sẽ có một cái phiếu bảo hành. Trên cái phiếu bảo hành này thì sẽ có mã số bình có 12 chữ số. Và cái mã số này sẽ trùng khớp với cái mã bình được in sần ở trên cái nắp bình luôn. Các bạn để ý ở trên cái nắp bình nó sẽ có một cái mã số cũng 12 chữ số trùng khớp với cái mã được ghi trên phiếu bảo hành. Đây là cái mặt trước của sản phẩm, cũng ghi cái thông tin của bình 12V 25A, model là N25, giống hệt như cái mặt trước của vỏ thùng. Mặt sau của bình này thì sẽ ghi một số cái thông tin lưu ý khi các bạn sử dụng. Khi các bạn sử dụng thì khi mà bình nó bị cạn nước thì các bạn chỉ châm thêm cái nước lã, nước giếng hoặc là nước sạch của mình thôi, không cho thêm axit vào nhé. Trên cái mặt bình thì sẽ có cái sơ đồ để các bạn có thể sử dụng cái bình ắc quy với nhiều mục đích khác nhau, với dòng điện 4V, 6V, 8V hoặc là 12V. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.